Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên VTC News. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov tuyên bố Ukraine phần lớn đã sẵn sàng để tiến hành cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga. Trong khi đó, một chuyên gia quân sự cảnh báo nguy cơ Ukraine phản công thất bại rất lớn. Theo Reuters, ông Reznikov nhấn mạnh, Ukraine đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho một cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga và phần lớn đã sẵn sàng để thực hiện việc này. Ông Reznikov nói trong một cuộc họp báo trực tuyến hôm 28 tháng 4 rằng, ngay khi thời tiết thuận lợi và các chỉ huy quyết định, chúng tôi sẽ thực hiện cuộc phản công. Ông Reznikov không đưa ra thời điểm chính xác sẽ bắt đầu cuộc phản công, nhưng nói, nhìn chung chúng tôi đã sẵn sàng với tỷ lệ phần trăm cao. Kiev hy vọng, cuộc phản công theo kế hoạch của họ sẽ thay đổi động lực của cuộc chiến đã kéo dài 14 tháng. Nga hiện nắm giữ các giải lãnh thổ Ukraine ở phía Đông, Nam và Đông Nam. Quân đội Ukraine cho biết trong báo cáo hàng ngày mới nhất về cuộc chiến rằng Bakhmut, một thành phố nhỏ ở phía đông nước này, hiện vẫn là tâm điểm giao tranh. Đồng thời, các lực lượng Ukraine được cho là đã thiết lập được các vị trí mới ở phía đông sông Dnipro, làm dấy lên suy đoán rằng đây có thể là dấu hiệu sớm của một cuộc phản công mùa xuân đã được Kiev thông báo từ lâu. Bình luận về kế hoạch phản công của Kiev và những diễn biến gần đây trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, chuyên gia quân sự Thụy Sĩ Mauro Mantovani, trưởng phòng nghiên cứu chiến lược tại Học viện Quân sự của Viện Công nghệ Liên bang ETH Zurich cho rằng, mặc dù con sông Dnipro có tầm quan trọng chiến lược, nhưng đây không phải là khởi đầu của một cuộc phản công. Theo ông Mantovani, cuộc phản công của Ukraine chắc chắn sẽ không bắt đầu trước giữa tháng 5 vì mùa bùn năm nay ở Ukraine dài hơn bình thường. Ông Mantovani nói với đài phát thanh Thụy Sĩ SRF, cũng không có sự tích tụ quân đội nào cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra. Điều này áp dụng cho cả hai bên, nhưng áp lực chính trị đang gia tăng đối với Ukraine để thực hiện cuộc phản công được chờ đợi từ lâu nay. Tuy nhiên, nguy cơ thất bại là rất lớn, đặc biệt là trên những mặt trận hai bên tham chiến đang lâm vào bế tắc. Khi được hỏi liệu Ukraine đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công chưa, ông Mantovani thẳng thừng bình luận, có lẽ là chưa. Ông Mantovani tuyên bố và nói thêm rằng, nhìn chung có lẽ là chưa nếu các bạn nhìn vào thông tin từ vụ rò rỉ dữ liệu gần đây ở Mỹ. Ví dụ, các tài liệu bí mật xác nhận rằng hệ thống phòng không của Ukraine đã bị áp đảo và dự trữ đạn dược của nước này đang cạn kiệt. Tất nhiên, đây là những thông tin nhạy cảm, đặc biệt là liên quan đến cuộc phản công mùa xuân của Ukraine. Bản thân Lầu Năm Góc cũng đánh giá rằng cơ hội thành công của Ukraine không lớn vì ưu thế trên không của Nga ở phía Nam sẽ tăng lên. Trước tình hình chiến sự Nga-Ukraine, ông Christopher Cavoli, chỉ huy hàng đầu của NATO, tuyên bố trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện và Thượng viện Mỹ rằng quân đội Nga đang hoạt động ở Ukraine hiện nay có quy mô lớn hơn so với Điện Kremlin bắt đầu tiến hành chiến dịch đặc biệt vào hồi tháng 2 năm 2022. Ông Cavoli cũng nhận định rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine còn lâu mới kết thúc. Chỉ huy hàng đầu của NATO nhấn mạnh và nói thêm rằng, tôi nghĩ người Nga còn có thể chiến đấu thêm một năm nữa. Người Ukraine phải giỏi hơn lực lượng Nga mà họ sẽ phải đối mặt thì mới có thể giành chiến thắng. Theo ông Cavoli, Nga có chiều sâu chiến lược với nhân lực mặc dù hàng nghìn quân nhân của nước này đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông Cavoli cho biết Điện Kremlin đang chuyển sang giải quyết các lỗ hổng đã bộc lộ trong 14 tháng chiến đấu ở Ukraine. Ông nói thêm rằng Nga chỉ mất một tàu chiến và khoảng 80 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom chiến thuật trong một hạm đội không quân khoảng 1.000 chiếc cho đến nay trong cuộc chiến. Tại phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ, ông Cavoli cho biết hoạt động của tàu ngầm Nga đã tăng lên ở Bắc Đại Tây Dương kể từ khi bắt đầu cuộc chiến và nhắc lại nhu cầu của Kiev về phòng không để bảo vệ lực lượng và công dân của mình, đặc biệt là chống lại các hệ thống máy bay không người lái của Nga. Tướng Mỹ cũng nói với cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ rằng Ba Lan và Slovakia đã chuyển máy bay chiến đấu MiG-29 tới Kiev để củng cố cho lực lượng phòng không Ukraine. Ông Cavoli nói, các máy bay cũ của Liên Xô đã giúp ích cho người Ukraine và các phi công của họ được huấn luyện trên những chiếc máy bay đó. Họ biết cách sử dụng chúng và biết cách bảo dưỡng chúng. Ông Cavoli cũng tiết lộ rằng, mặc dù Mỹ là nước đóng góp viện trợ tài chính và quân sự lớn nhất cho Ukraine, nhưng 1/3 các đồng minh NATO đã gửi hơn một nửa kho pháo, xe bọc thép và xe tăng tới Ukraine, cũng như các hệ thống phòng không.
Ngoài các nguồn cung cấp quân sự, ông Cavoli cho biết các đồng minh cũng đang điều trị cho 2.400 người Ukraine bị thương nặng. Vị chỉ huy hàng đầu của NATO nói thêm rằng NATO cho đến nay đã thành công trong việc không leo thang chiến tranh. Ông Cavoli nhấn mạnh, chúng tôi đã kiểm soát được mọi tình huống cho đến nay. Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên VTC News. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Mới đây, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov nói với các phóng viên hôm 28 tháng 4 rằng quân đội Nga đã tấn công sở chỉ huy phòng thủ chung Bakhmut. Cụ thể, ông Konashenkov không nói rõ có bao nhiêu sĩ quan của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công. Trong khi đó, ông Denis Pushilin, quyền người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, cho biết lực lượng vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát tuyến đường tiếp tế cuối cùng của quân đội Ukraine ở Bakhmut. Quân đội Nga tiếp tục chiến đấu ở phía tây của quân đội dưới sự yểm trợ của lực lượng đổ bộ đường không. Trận chiến giành Bakhmut đã kéo dài 9 tháng kể từ hồi tháng 8 năm 2022. Theo Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, lực lượng vũ trang Nga sẽ có thể tiến sâu vào Ukraine sau khi Bakhmut thất thủ. Trong diễn biến khác, Alexander Borodenko, cựu ứng cử viên cho vị trí thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bị giết tại Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Phóng viên quân sự của kênh Telegram Mùa Xuân Nga cho biết, Bondarenko, người được coi là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine, đã thiệt mạng trong trận chiến gần khu định cư Kremennaya. Trước đó có thông tin cho rằng, chỉ huy một đơn vị tinh nhuệ của quân đội Ukraine, Alexander Chernigov, đã thiệt mạng ở Bakhmut. Chernigov, chỉ huy nhóm của Trung tâm Lực lượng Đặc biệt Hải quân 73. Trong khi đó, kể về thực cảnh ở chiến trường Bakhmut hiện tại, nhiếp ảnh gia Liberovic cho biết thị trấn Bakhmut ít nhất là một phần của nó vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine. Thị trấn bị pháo kích liên tục, không ngớt ngày hay đêm, bất kể trời nhiều mây hay nắng. Thông thường, khi trời nhiều mây, pháo sẽ chậm lại một chút do tầm nhìn của máy bay không người lái kém, nhưng điều đó không còn quan trọng ở Bakhmut. Bạn chỉ có thể di chuyển quanh thị trấn với tốc độ nhanh vì bất kỳ phương tiện nào cũng là mục tiêu. Máy bay không người lái của kẻ thù treo khắp nơi và có thể nhìn thấy mọi thứ và không có khu vực an toàn nào ở Bakhmut ngày nay. Liberovic cũng viết về các cuộc không kích và pháo binh của Nga biến các tòa nhà dân cư thành núi mảnh vụn xây dựng.